cái sản phẩm này nè, là viên sủi luôn, mình bỏ vào trong một ly nước thôi, 3-5 giây là cầm là uống liền lập tức và sẽ cảm nhận được ngay. Nó đặc biệt là nó bây giờ người ta tiên tiến tới mức là không còn cái mùi thuốc nữa, mà những cái hương vị rất quen thuộc trong cuộc sống. Và cái hương vị trong cái sản phẩm Jacomi lần này là gì các bạn biết không? Là một cái dưa leo, nó rất là sạch, nghe rất là fresh, mình cảm thấy mình dễ chịu kinh khủng luôn, an toàn. Với kích cỡ chỉ 36 nanomet, đây là đơn vị được coi là nhỏ nhất hiện nay. Và như vậy nó sẽ tăng cái hiệu quả trong những vấn đề về thứ nhất là nó sẽ hấp thụ tốt hơn, thứ hai nữa là nó đưa được đến tế bào đích một cách là một cách chính xác, và nó giảm được các tác dụng phụ. Đồng thời những cái thành phần của nó ấy, nó cũng tạo ra những cái chất nhầy để bảo vệ cái niêm mạc dạ dày. Như vậy chúng tôi thấy rằng là cái sản phẩm này đã đem lại những cái hiệu quả rất là lớn đối với sức khỏe, và nó là một cơ hội cho những người bị viêm dạ dày có thể có những một giải pháp tốt trong cái thời gian tới để chăm sóc sức khỏe của mình. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.